quý vị, thưa các bạn, Bộ Công Thương đã ra quyết định ban hành phương án cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, chiếm 55,5% trên tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh do Bộ này quản lý. Một quyết định được coi là mang tính lịch sử của ngành công thương. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến vai trò của lãnh đạo ngành công thương trong công tác chỉ đạo cải cách hành chính toàn diện, từ việc cải cách thể chế, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy, nguồn nhân lực cho đến hiện đại hóa hành chính vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị lấy ý kiến tổ chức cá nhân về quy định thủ tục hành chính ngành công thương vừa được tổ chức đã không còn nhiều ý kiến góp ý gay gắt, bức xúc như những lần trước. Hội nghị lần này phải chờ đợi khá lâu mới có doanh nghiệp nêu ý kiến. Phần ý kiến là về hướng thực hiện công tác rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính. Chúng ta cần rà soát để bãi bỏ các điều kiện về các quy định về điều kiện kinh doanh theo dạng là theo quy mô doanh nghiệp, theo quy hoạch, vì đây là các quy định vi phạm tinh thần là doanh nghiệp có thể làm những gì mà pháp luật không cấm. Và cũng cần rà soát để bãi bỏ các quy định chứng nhận về công bố hợp quy, hợp chuẩn, tương tự như mảng an toàn thực phẩm. Và chúng ta nên thay đổi theo hướng là để doanh nghiệp thực hiện công bố và tự chịu trách nhiệm mà không đợi giấy phép của nhà nước dưới dạng các chứng nhận, các xác nhận đã công bố. Những doanh nghiệp kinh doanh trong ngành nghề có những điều kiện kinh doanh, điều kiện đầu tư gây bức xúc trước đây, nay đã được giải quyết, thì kiến nghị chủ yếu là đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản mới, thay thế những văn bản cũ bất hợp lý. Nếu hiện nay không thay thế nhanh, thì các doanh nghiệp vẫn phải làm các cái thủ tục để kinh doanh theo Nghị định 19. Và nếu làm xong thì rất là tốn kém rồi, lại thay đổi luôn. Thì đấy là một vấn đề mà doanh nghiệp hiện nay đang chăn trở. Đa phần các doanh nghiệp đều đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan tới mặt hàng xuất khẩu như dệt may, giày dép, v.v. Các thủ tục được cải cách đã giúp doanh nghiệp đẩy nhanh hoạt động thông quan, qua đó phần nào giúp giảm chi phí, thời gian, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Là đơn vị liên doanh sản xuất hàng hóa xuất khẩu nên khi Bộ Công Thương đã giảm được trên 58% lượng mặt hàng phải kiểm tra trước thông quan, đã giúp cho chúng tôi giảm được nhiều thời gian. Theo tôi, Bộ tiếp tục triệt để áp dụng các nguyên tắc như minh bạch hàng hóa, quy định đầy đủ mã HS, quản lý theo mức độ rủi ro, phương thức kiểm tra giảm hoặc chỉ kiểm tra hồ sơ, quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và xóa bỏ độc quyền, xã hội hóa công tác kiểm tra. Tôi làm đơn hàng khách hàng nước ngoài giao cho thì thời gian rất là nhất định. Ví dụ tôi đi làm cái thủ tục CO hay là làm cái thủ tục form A, form B ở Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam hay trên Bộ Công Thương ấy. Nếu mà các thủ tục mà không được tháo gỡ thì riêng công tác xuất hàng nó đã chậm rồi. Mà chậm rồi thì khách hàng người ta đánh giá mình là không kịp thời. Mặc dù hàng đã được sản xuất rồi nhưng mà lại xuất đi không kịp thời. Cho nên là gần đây những cái thủ tục đổi mới của Bộ Công Thương ấy, thì đã tạo những cái tích cực nhất định cho đơn vị giải quyết rất là nhiều những cái tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các khâu xuất khẩu đi nước ngoài. Bên cạnh việc lắng nghe và phản hồi ý kiến góp ý, Bộ Công Thương cũng cho biết Bộ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới. Cái chương trình về cải cách hành chính mà của Bộ Công Thương đang tiếp tục triển khai mà cụ thể hóa bằng cái quyết định của tầm 46 về cắt giảm 1/3 số lượng các cái thủ tục hành chính mà Bộ Công Thương đang quản lý, rà soát và cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh mà như là chúng ta cũng đã được biết trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương đã có cái đề án về cắt giảm 675 cái điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực theo hướng để tiếp tục tạo ra môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, cho các cái đối tượng kinh doanh, cho người dân nhưng vẫn tiếp tục gắn với cái việc nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước theo nghĩa chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tiếp tục đơn giản hóa và minh bạch hóa các cái thủ tục hành chính hướng theo cái hướng dịch vụ hành chính công trực tuyến và đồng thời tiếp tục là xã hội hóa các cái nội dung liên quan đến dịch vụ hành chính công để giảm thiểu bớt gánh nặng cho nhà nước, tạo ra cái môi trường thông thoáng hơn. 17 ngành nghề kinh doanh sẽ tiếp tục được Bộ Công Thương rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính gồm xăng dầu, khí, tiền chất thuốc nổ, hóa chất, rượu, thuốc lá, thực phẩm, v.v. Việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ là giải pháp tốt để doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và bền vững.